chấn động. Tiên tri báo trước sự thật bất ngờ. Đúng trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Nhận lộc trời ban, tiền vàng ùn ùn đổ về như nước lũ, trở mình đổi đời giàu có lên đỉnh cao. Quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần thân mến, có bao giờ Nhâm Dần nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, long đong lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có. Lúc Nhâm Dần than thân, trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông mà giận may không thuận, chắc chắn từng có lúc Nhâm Dần thấy bất đắc dĩ hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ Nhâm Dần nghĩ, bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Đã bao giờ Nhâm Dần tự vấn bản thân hay nhìn thẳng vào sự thật rằng Nhâm Dần thua là do Nhâm Dần chưa đủ giỏi, rằng Nhâm Dần lỡ thời cơ là do Nhâm Dần chưa đủ tự tin chăng? Đã bao giờ Nhâm Dần đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sao không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết, tính toán trước sau trong từng lựa chọn? Chắc chắn là có, đúng không? Thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân thức con người mình. Nên lắm lúc Nhâm Dần cần phải ngồi lại, ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự ngẫm và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của Nhâm Dần thay đổi, trình độ của Nhâm Dần nâng cao, tư cách của Nhâm Dần thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc Nhâm Dần xứng đáng có được cơ hội để chuyển mình, giúp cuộc đời thăng hoa. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh 1962 thân mến, có câu nói, thiện ác hữu báo, luôn nhắc nhở chúng ta rằng vận mệnh và phong thủy tuy là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống, nhưng có một điều còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần, đó là lòng thiện lương. Như cổ nhân đã dạy, người thiện lương không cần xem phong thủy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Phật gia thường giảng, Phật nhìn nhân tâm, một người có tâm hồn hiền hòa thì ở đâu trời đất cũng hài hòa. Mệnh số và phúc phận cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch cuộc đời của chúng ta như một mạng lưới phức tạp. Làm sao để có thể thay đổi mệnh số của cuộc đời? Đó chính là biết mệnh, hiểu mệnh và tạo dựng phước đức. Vì vậy, trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, khi vận mệnh có nhiều điều bí ẩn, quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần hãy cùng ban biên tập chương trình khám phá và giải mã lá số tử vi của mình, để từ đó đón lành tránh dữ ngay sau đây nhé. Trong 12 con giáp, tuổi Nhâm Dần sinh 1962 là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ 3 trong chuỗi này. Loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân dã là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị du khống. Nhìn chung, những người mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ, là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Nhâm Dần thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui, họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ việc gì, thì trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng không chút phần đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, chăm bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại, hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin,
Nhâm Dần 1962 là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Nhâm Dần luôn dịu dàng, biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình. Tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo, nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu song hành, chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với mệnh tuổi Nhâm Dần cũng vậy. Ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Phía sau vẻ oai hùng, người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báo của bậc quân vương. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán, nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi Hổ rất được lòng mọi người. Họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể. Đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt, dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, bản mệnh hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần, chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Theo tử vi, vận mệnh của Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn. Để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ phải thật bình tâm, không nên lỗ mãng hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Nhâm Dần có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn. Khi tuổi còn nhỏ, số bản mệnh tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn. Ở trung vận thì đã có thể thấy được kết quả của sự nghiệp, về hậu vận thì sẽ được thảnh thơi, an nhàn và sung sướng. Có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay sự rủi ro, mà trái ngược, lại được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nam mệnh tuổi Nhâm Dần là người có trí tuệ, có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông họ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống. Càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Nam mệnh có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động từ đầu tư sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng dốc rất thanh tú, nói chuyện vui vẻ, được lòng người, đã góp phần lớn bảo sự thành công trong thời tiền vận. Nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là làm việc nên sự nghiệp chóng tàn, phải buông ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, phải nhờ con cháu mà an nhàn. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời.
Thời kỳ Hậu Dận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vào Tiền Dận, nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến Trung Dận và Hậu Dận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi thì lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch có ngũ hành kim cực dượng, người tuổi Nhâm Dần phải gọi là vượt qua bể khổ tới hồi Thái Lai. Bản mệnh nằm trong top con giáp may mắn nhất khi mà được nguyệt lệnh che chở, ủng hộ. Đầu thời điểm này chính tài mang tới điểm công việc thuận lợi, đến cuối thời điểm thiên tài song hành, giúp Nhâm Dần lên chức, tăng lương, được trọng dụng. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Dần còn được các tinh tử vi che chở nên vận trình sự nghiệp thăng tiến, hanh thông. Tử vi trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần có dấu hiệu tăng tốc trở lại, các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa, gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều khả quan, người làm trong lĩnh vực về tài chính hay bất động sản tỏ ra khá mát tay, có lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh. Thời điểm này nguyệt lệnh lâm đất mộc dục, đất của đào hoa báo hiệu chuyện tình duyên khá thuận lợi, có đối tượng chủ động tiếp cận với Nhâm Dần nhân duyên khác giới. Dượng đào hoa phơi phới, có điều đào hoa quá dượng, có thể là con dao hai lưỡi gây ra những rắc rối tình cảm, tình tay ba phức tạp. Khẩu quyết, bản mệnh cần phải thay đổi cách làm việc của mình. Quý nhân, tuổi Thân và tuổi Mão. Tiểu nhân, tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là trắng và đen. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, trong thời điểm này, người tuổi Nhâm Dần sẽ có cảm giác bận ngập đầu, lúc nào cũng tất bật, vất vả. Tuổi Nhâm Dần thường cảm thấy muốn bắt tay vào làm rất nhiều việc, vì nhìn đâu cũng thấy tiềm năng và cơ hội, không lúc nào muốn để mình trong trạng thái rảnh rỗi. Mặc dù có khả năng chịu áp lực tốt, song tuổi Nhâm Dần chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc lý tưởng, thành ra hiệu quả công việc chưa thực sự tối ưu. Bản mệnh cần phải nắm bắt được ưu điểm và nhược điểm của mình, để có cách phát huy cũng như khắc phục hợp lý thì mới có cơ hội đạt được mục tiêu như mong muốn, thậm chí là lội ngược dòng trong nhiều tình huống. Cục diện nguyệt lệnh lâm tử cho thấy, thời điểm này, bạn thường xuyên buồn phiền, lo âu vì những điều dẫn dơ. Nếu cứ sợ trước sợ sau như vậy, bạn sẽ chẳng dám thử sức mình trong bất cứ công việc gì. Khi được lãnh đạo trao cho cơ hội, bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Con giáp này cần phải tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình, bởi vì bạn cũng có những khả năng mà người khác không có được. Nếu có cách phát huy thích hợp, bạn hoàn toàn có thể phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng, bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Hãy tâm sự, trò chuyện với người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt. May mắn được các tinh tử vi và giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn không thiếu những cơ hội để phát triển. Quan trọng là bạn có nhận ra và có dám nắm bắt hay không mà thôi. Hãy chăm chỉ hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, đừng bỏ cuộc khi mới gặp phải khó khăn. Dù thời điểm này có phải vất vả hơn một chút, song là lúc thích hợp để tích lũy vốn kiến thức và kinh nghiệm áp dụng cho tương lai. Hơn nữa, mọi cố gắng của bạn luôn được cấp trên quan sát và đánh giá. Chỉ cần bạn bỏ công sức làm việc thì vẫn sẽ có cơ hội được cân nhắc. Trong thời điểm này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm nhiều hung tinh hội tụ nên công việc của bản mệnh vốn nhiều khó khăn, gặp phải thất bại khá nghiêm trọng, lại thêm tiểu nhân quấy phá, gia tăng phiền phức. Những lúc như vậy, bản mệnh làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị, không nên dễ dàng tin theo lời nịnh bợ hoặc rủ rê của người khác. Bản mệnh đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Tử vi các tinh ở bên trợ lực, con giáp này có quý nhân chỉ lối dẫn đường, bản mệnh bình tĩnh và tự tin hơn khi xử lý công việc.
Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa với hiệu quả công việc cao, bản mệnh dần lấy lại được lòng tin nơi cấp trên. Hơn thế nữa, những người tuổi Nhâm Dần còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Theo phi tinh tháng, con giáp này nên đặt tháp giăng xương trên bàn trong phòng làm việc của mình. Trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch này, vị trí Tây Nam là phương vị tốt cho sự nghiệp, có thể lựa chọn làm hướng phong thủy tốt. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần thấy rằng, vận khí trong thời điểm này mới thật sự khởi sắc. Cuộc sống của bản mệnh trở nên suôn sẻ, tuyệt vời hơn, đặc biệt là về vấn đề tài chính, nhờ có quý nhân phù trợ và thần tài gõ cửa, nên công việc của người tuổi Nhâm Dần dường như được bùng nổ, có thêm bước tiến mới, nhờ đó mà lợi nhuận thu về khá dồi dào. Bản mệnh dễ dàng tìm được cơ hội kiếm tiền về cho mình, cả chính tài và thứ tài đều xuất hiện cho thấy, con giáp này có nhiều nguồn thu linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những Nhâm Dần làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Riêng người làm về bất động sản hay những lĩnh vực liên quan đến tài chính thì lại quá may mắn, khiến bao người thèm muốn. Đối với những người làm công ăn lương, công việc của họ vẫn luôn suôn sẻ, thu nhập ổn định như các tháng, nhưng có thể họ sẽ có thêm một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Đối với những người làm về lĩnh vực kinh doanh, Nhâm Dần sẽ nhận được một số lời mời hợp tác và nếu biết cách nắm bắt, con đường tiền tài phía trước vô cùng rộng mở, dường như Nhâm Dần chạm tay vào bất cứ việc gì cũng biến thành tiền bạc, lộc trời ban chẳng chạy đi đâu được. Tuy nhiên, thương quan cũng nhắc nhở con giáp này nên tập trung làm việc, tránh xa đà vào việc hưởng thụ, nếu không cơ may kiếm tiền đã qua là sẽ chẳng quay trở lại đâu. Theo tử vi 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, dù không phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt, nhưng bạn vẫn khó có thể kiếm được một khoản tiền dư dả như mong muốn. Bạn không nên than thân trách phận mà hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt là dám đối diện với những điểm yếu của mình để có hướng khắc phục và thay đổi. Chỉ khi bạn dám thay đổi, bạn mới có thể có những bước tiến trong công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn, kinh doanh của mình, không nên mãi đi theo lối mòn được vạch sẵn. Thế giới đang không ngừng thay đổi, nếu bạn cứ mãi đứng im thì sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu, để mọi người xung quanh vượt qua mình. Hơn nữa, thời điểm này bạn nhận được sự nâng đỡ của các tinh tử vi và giải thần, nên dù khó khăn cũng vẫn sẽ tiềm ẩn cơ hội khi được người quen giới thiệu cho những cơ hội triển vọng. Bạn đừng nên tính toán quá nhiều, hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, vừa làm vừa cân nhắc. Như vậy, bạn sẽ dần dần tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời đồng tiền cũng sẽ dần dần chảy về túi. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch. Xem tử vi trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, về chuyện tình cảm thì người tuổi Nhâm Dần là một người sống rất chân thành và đáng để dựa dẫm. Nhâm Dần luôn đề cao nhân cách và lương tâm, tuổi Nhâm Dần hấp dẫn người khác bởi một tâm hồn vô cùng nhân hậu. Người có gia đình thì mẫu mực và coi trọng gia đình, luôn lý trí trước những lời ong bướm ngoài xã hội, là người nhiệt thành và biết phân biệt thị phi, nên không khí trong nhà luôn luôn đầm ấm. Căn cứ tử vi tuổi Nhâm Dần trong ngày cuối tháng 8 âm lịch này, chuyện tình cảm vượng, nhờ có thiên tài tinh che nên người tuổi này rất giỏi trong công tác tư tưởng và giao tiếp. Sự khéo léo trong cư xử giúp người tuổi Nhâm Dần có thêm nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Tuổi Nhâm Dần cũng là người thích giúp đỡ và chăm sóc người khác, nên được nhiều người giúp đỡ trong mọi mặt của cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch. Đáng mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần khá ổn định trong thời điểm này. Dù phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn cũng như thường xuyên lo nghĩ, song may mắn là bạn không cảm thấy quá mệt mỏi, bi quan. Hãy dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể dục, thể thao để tinh thần luôn được sảng khoái. Hơn nữa, bạn có thể gặp được những người thực sự tốt khi tham gia các hoạt động xã hội này. Họ sẽ đem lại cho bạn tác động tích cực trong tương lai. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ duy trì một lối sống điều độ, không nên thức khuya dậy sớm, thường xuyên bỏ bữa.
Khi có sức khỏe, bạn sẽ có sức lực để làm việc, dần dần khắc phục được những khó khăn và vươn lên. Tử vi trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch rơi vào tuyết bạch lộ. Tiết này cũng là thời điểm độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Sau tuyết bạch lộ, nhiệt độ không khí sẽ còn giảm xuống nhiều. Hơn nữa, cuộc sống con người có sự thay đổi, giờ làm việc thường muộn hơn thời điểm mùa hạ. Vì lượng sương mù bao phủ nên gây khó khăn cho việc giao thông, nhất là khu vực miền núi. Không những vậy, sức khỏe con người chỉ bị ảnh hưởng xấu, không nên phơi quần áo ngoài trời ban đêm. Vì quần áo phơi trời nắng trước bức xạ mặt trời thì có thể tiêu diệt vi khuẩn cứng, quần áo có mùi thơm hơn khi phơi sương ban đêm. Từ sau tiết bạch lộ thì khi sử dụng có thể bị ho, thậm chí còn hại cho da, vì hợp chất bột giặt không được phân giải hết, các bệnh về hô hấp, xương khớp, cảm cúm rất dễ mắc phải, đặc biệt lịch dạng sự viết rằng, sau tiết bạch lộ, nhiều người rất cần giữ gìn sức khỏe, tránh đi đêm, dễ nhiễm sương lạnh mà mắc bệnh. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần nên mặc ấm, hạn chế tắm nước lạnh, sử dụng thực phẩm giàu chất béo và vitamin để tăng cường kháng bệnh và chịu lạnh. Ăn uống một số thực phẩm tốt cho hô hấp như mật ong, ô mai cũng nên trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong năm ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Tử vi từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần thấy rằng vận thế tổng quan chuyển biến tích cực, các phương diện trong cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều. Trong công việc, Nhâm Dần tự tin, phấn chấn làm tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân cũng như sức mạnh hỗ trợ lớn từ thiên quyền các tinh, cơ hội tăng lương hoặc thăng chức trong thời điểm này là rất lớn. Ngoài việc bản thân tự phát hiện thấy khả năng tiềm ẩn, điều mà trước kia bạn chưa từng nghĩ tới, hàng loạt quý nhân, đặc biệt là các bậc đàn anh, đàn chị sẽ giúp Nhâm Dần tìm ra giới hạn bản thân, tạo bước đột phá mới trong sự nghiệp. Người làm chủ doanh nghiệp đón nhận nhiều tin vui về tài chính. Thiên quý các tinh mang tới những đối tác tin cậy và có tiềm lực kinh tế vững mạnh. Vì thế khi ký kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn, bạn đừng tỏ vẻ hoài nghi hay do dự, kẻo sẽ để tuột mất khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, Nhâm Dần có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao ở các ban ngành chính phủ nhờ thiên quyền dẫn đường, chỉ lối. Khi tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, chắc chắn sự nghiệp của Nhâm Dần còn tiến xa hơn nữa. Cuộc sống gia đình có biến động lớn, có thể Nhâm Dần sẽ chuyển chỗ ở mới, con cháu đi du học xa, nhưng hội tụ chung lại đó đều là những việc đáng mừng, không có gì phải lo lắng. Trong những ngày này sẽ là thời điểm lý tưởng đối với người tuổi Nhâm Dần thoát khỏi sự đeo bám của cô đơn. Nhân lúc được đào hoa các tinh chiếu mệnh, Nhâm Dần hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ và tìm cho mình tình cảm đích thực nhé. Nếu có thể, hãy đi về hướng Đông Nam, Nhâm Dần dễ dàng tìm thấy nửa kia của mình hơn. Về mặt sức khỏe, trong thời điểm này, người tuổi Nhâm Dần nên chú ý bảo vệ đôi mắt của mình. Nếu vẫn duy trì thói quen thức quá khuya, bạn khó tránh khỏi tình trạng mỏi mắt, thậm chí viêm giác mạc. Quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Tý và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Mùi, tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, vàng. Con số may mắn: 68, 45 và 37. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng người tuổi Nhâm Dần sẽ đón nhận một khoảng thời gian ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Công việc thuận lợi, làm đâu thắng đó, cầu lộc phát lộc, cầu tài được tài, dạng sự hanh thông. Sự linh hoạt trong cách xử trí mọi việc giúp bạn tăng gấp đôi năng suất làm việc, lãnh đạo đánh giá cao, thậm chí còn để bạc tăng lương cho Nhâm Dần. Để buổi họp quan trọng với lãnh đạo cấp cao được diễn ra suôn sẻ, Nhâm Dần nên tìm hiểu trước tuyến giao thông mình sẽ đi, tránh tình trạng bị ùn tắc rồi tới trễ, gây ấn tượng xấu cho mọi người. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn trong những ngày cuối tháng này, việc lớn việc nhỏ đều thuận buồm xuôi gió. Không những sản phẩm mới ra mắt thành công, mà doanh thu đạt được cũng nằm ngoài sức tưởng tượng, danh tiếng của Nhâm Dần lan rộng, thậm chí còn được truyền thông để ý tới. Tài vận trong thời điểm này cực kỳ hanh thông,
Tiền bạc rủng rỉnh, giúp người tuổi Nhâm Dần không phải lo nghĩ gì nhiều. Gia đình Nhâm Dần có thể lên kế hoạch đi chơi xa hay đơn giản là mua sắm những món đồ nội thất, gia dụng cần thiết trong nhà. Theo đó, tình cảm gia đình càng gắn kết mặt nồng. Tuy nhiên bàn tay có ngón dài ngón ngắn, vợ chồng tranh cãi đôi ba câu là chuyện nhỏ nhặt, không phải quá bận tâm. Chỉ cần Nhâm Dần dành nhiều thời gian cho gia đình, cố gắng hiểu mỗi thành viên một chút thì ắt sẽ tìm ra cách hay để chèo lái tổ ấm nhỏ bé của mình tới nơi an lành, tốt đẹp. Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu cũng được cải thiện đáng kể. Người tuổi Nhâm Dần nên chủ động quan tâm tới các bậc trưởng bối, mọi rắc rối rồi sẽ được tháo gỡ. Người độc thân dưỡng dận đào hoa, nhân duyên tốt nên không khó để tìm được đối tượng ưng ý. Tuy nhiên, đừng nên biểu hiện cảm xúc một cách thái quá hoặc gượng ép, kẻo bạn sẽ để tuột mất mối lương duyên hiếm có. Quý nhân là tuổi Tỵ, tuổi Tý và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Tuất, tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: đỏ, xanh. Con số may mắn: 90, 88, 27 và 63. Tiếp theo chương trình là phần cải mệnh qua góc nhìn phong thủy, giúp cải thiện cuộc sống và tài lộc của cô bác tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Xin mời quý cô bác cùng ban biên tập chương trình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Không nên bỏ những thứ này trên tủ lạnh, vì những thứ tưởng chừng như vô thưởng vô phạt này sẽ kìm hãm vận may tài lộc nhà bạn và việc làm ăn sẽ không còn thuận lợi nữa. Trong phong thủy, tủ lạnh đại diện cho sự sung túc chứ không đơn giản chỉ là vật đựng đồ ăn cho gia đình nhà bạn. Đó là lý do chúng ta không nên để đồ trong tủ lộn xộn và quên lau dọn sạch sẽ. Nếu không sẽ khiến cho vận khí trong nhà không ổn định, từ đó mà việc làm ăn, kinh doanh của bạn cũng trở nên khó khăn hơn. Trước tiên bạn nên nhớ rằng, tủ lạnh có liên hệ mật thiết với tài vận của gia chủ. Do vậy, chủ nhân cần thường xuyên lau chùi sạch sẽ tủ lạnh. Như vậy mới khiến tài lộc sinh sôi. Sau đó quan tâm thêm một số lưu ý, không nên bỏ thứ này trên tủ lạnh để tránh làm tài vận của gia đình bạn đi xuống. Một là lọ hoa. Nhiều gia đình yêu thích việc trang trí nhà cửa bằng cây cảnh và lọ hoa, đặc biệt là đặt trên tủ lạnh để tận dụng không gian trống và tạo điểm nhấn đẹp mắt cho căn bếp. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm không nên mắc phải. Tủ lạnh thường xuyên phát ra nhiệt nóng khiến cho hoa nhanh chóng bị héo úa và mất đi vẻ tươi tắn ban đầu. Không chỉ vậy, xét về phong thủy, việc đặt lọ hoa trên nóc tủ lạnh còn mang lại những ảnh hưởng tiêu cực. Nó được cho là khiến tài lộc trong nhà bị hao hụt, tiền bạc khó giữ, dẫn đến cuộc sống trở nên bấp bênh và không ổn định. Việc trang trí bằng lọ hoa cần được cân nhắc kỹ lưỡng, chọn vị trí khác phù hợp hơn để tránh những điều không may. Hai là tấm giải phủ. Một số người lo ngại bụi bẩn bám vào tủ lạnh nên thường dùng tấm giải màn phủ lên nóc tủ. Họ không biết rằng hành động này có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. Tấm giải này có thể làm tủ lạnh bị nóng hơn, làm giảm tuổi thọ của tủ và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền của tủ lạnh, mà còn có tác động xấu đến tài vận của gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, việc phủ tấm giải màn lên tủ lạnh làm cho dòng chảy tài lộc bị ngăn cản, gây cản trở cho công việc và cuộc sống. Điều này có thể dẫn đến tình cảm gia đình trở nên xa cách, khó hòa hợp và thiếu sự viên mãn. Ba là đồ lộn xộn. Nhiều người có thói quen đặt những đồ vật nhỏ như chìa khóa, thẻ từ điện thoại, dao kéo, sách vở lên nóc tủ lạnh vì tiện lợi. Tuy nhiên, dần dần nóc tủ lạnh lại trở thành nơi chứa đủ thứ đồ lặt vặt, thậm chí biến thành một kho nhỏ trong nhà. Theo phong thủy, tủ lạnh có vai trò quan trọng trong việc duy trì tài lộc và sự ổn định của gia đình. Việc để đồ đạc lộn xộn trên tủ lạnh không chỉ làm mất đi tính thẩm mỹ mà còn khiến tài lộc tiêu tan, dẫn đến gặp nhiều thị phi và khó khăn trong cuộc sống. Do đó, tốt nhất là giữ tủ sạch sẽ, gọn gàng cả bên trong lẫn bên ngoài, để đảm bảo sự tụ tài và may mắn. 4 là đồ điện. Việc bố trí các thiết bị điện tử và gia dụng như lò vi sóng, lò nướng, bếp ga gần tủ lạnh là điều cần tránh. Lý do là vì các thiết bị này thuộc tính hỏa, trong khi tủ lạnh thuộc tính thủy. Theo nguyên lý ngũ hành, thủy khắc hỏa, nên sự xung khắc này có thể gây ra những bất lợi cho gia đình. Sự xung khắc giữa các thiết bị này không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, làm cho gia đình khó lòng thu hút tài lộc, mà còn gây ra nguy cơ mất mát của cải, tiền bạc vào nhà chưa kịp tích lũy đã dội ra đi. Ngoài ra,
Việc bố trí không hợp lý còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình và tăng nguy cơ xảy ra sự cố như cháy nổ. Do đó, cần xem xét lại cách bố trí các thiết bị điện trong nhà một cách khoa học và hợp phong thủy để đảm bảo an toàn và mang lại may mắn tài lộc cho gia đình. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.